Vâng, em Khanh xin chào toàn thể quý vị và cùng và mọi người. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 7, muộn nhất của trong ngày, em về một chiếc Mazda 6 đời 2005 bản AT. Và mọi người cùng em chiêm ngưỡng chiếc xe này, em quay tổng thành chiếc xe cho các bác cùng xem. Để lấy chiếc Mazda 6 đời 2005 này chúng em mới về thì nói chung về tổng thành về xe là rất là đẹp luôn. Cam kết với các bác là không đâm đụng, không ngập nước, không một lỗi nhỏ. Để sử dụng từ năm đấy đến bây giờ mà được đẹp như này thì rất ít có xe được như này luôn. Vì đây là những chiếc xe có thương hiệu nên người ta khi người ta đi sử dụng người ta cũng rất chi là giữ gìn và cẩn thận. Và được và cũng may cho bên em đã mua chiếc xe này về để giới thiệu cho các quý vị cùng xem. Và đây các bác xem cùng em xem về cái thân vỏ của chiếc xe Mazda 6 này. Về tính năng an toàn của chiếc Mazda 6 này rất nhiều tính năng an toàn luôn, như phanh ABS, phanh ABS 4 bánh và nhiều chức năng khác nữa. Thì em quay tạm đây một tí nữa em sẽ giới thiệu sau cho các bác sẽ cùng xem ạ. Về sơn zin rồi ngoại thất thì thực sự ra con này thì em cũng không cam kết được zin 100%, nhưng mà sơn zin của nó bây giờ cũng còn khá là nhiều. Vì từ 2005 đến bây giờ mà có sơn zin 100% thì rất là khó quá. Người ta cũng có sơn xì và những chỗ rồi. Mà con này thì em về em chưa kịp dọn rửa gì cả, em để nguyên em quay mộc cho các bác xem. Xong nên là em chưa dọn rửa gì cả, em quay cho bác xem luôn. Đó. Rất là đẹp luôn bác nhé, rất đều, không có một chút nào đâm va gì cả. Đây đăng kiểm tận đến tháng 10 2019, rất là dài quá. Đẹp luôn. Ở đây các bác cùng em đi vào nội thất của chiếc xe Mazda 6 này nhé. Nhiều đồ chơi lên trên tâm lô. Đây là người ta để nào thì em về em quay là vẫn để nguyên thế. Con này đã được trang bị thêm là màn hình camera lùi nhá các bác nhá. Em thử bật camera lùi xem không ạ. À, đây là nét các bác ạ. Bộ ghế này bác chủ xe chắc là hệ dân chịu chơi. Đầu tư bộ ghế da này khá đẹp ấy. Bộ ghế da bọc rất là nhiều tiền đấy. Có gì? Nếu mà da thường là dấp như này là nó sẽ vết nhau. Đây da xịn cũng không vết nhau. Em gì? Và đây trần của nó. Trần này thì rất là nhiều tiền luôn. Trần này làm này đâu không phải là ai cũng chịu chơi này đâu, chỉ có những người có tiền người ta chịu chơi vào xe ta mới dám làm cái trần này. Trần này đã được dán thêm nước chống nóng trên nhé,
Với thời tiết của Việt Nam hiện tại bây giờ ngoài Bắc này rất là nóng nóng, càng ngày càng nóng nên là người ta đã dùng những loại trần như này và thêm một cái lớp chống nóng ở trên nữa. Nên là con xe này bên trong nó rất là mát luôn. Keo chỉ con này thì zin toàn tập các bác nhé. Thêm lớp sàn 6D, sàn 6D các bạn, sàn 6D dưới là bọc sàn da rồi và trên là sàn 6D. Xe rất là cẩn thận, rất là giữ xe rất là đẹp. Vào đây các bác nhé, đây các bác xem xe ấy, thì đây cái này. Tất cả vân nước là nguyên luôn, rất là đẹp luôn. Đây, kể như răng cho mắt xem mà. Đấy, đình tán nó không có một chút nào mà mất đi tí nào cả. Chỉ với cái mức giá là bên em đang bán là 255 triệu đồng. Vâng, 255 triệu đồng. Bên em bao rút hồ sơ đã trên thì em chỉ bao rút hồ sơ thôi chứ không ra nộp bao nhiêu cả, không bớt được bao nhiêu và ra chỉ ra nộp thôi. Đây em bóc cho bác ra trên để ra cho bác xem nhá. Đấy, bác nhìn này, zin từng cái vết đinh một, không có chút nào đâm va gì cả. Các bác đi mua xe cho các bác cầm thở đến chắc thoải mái, chắc tuyệt ra được nhá. Đây là ốc này các bác này, ốc rất phẳng luôn, rất đẹp, không có một chút gì là sử dụng, không hay có cái sơn gì cả. Bán xe này em cũng phải trả chuẩn vì các bác ở đường xa đi lại rất là khó khăn nên là phải trả chuẩn. Trả chuẩn thì các bác đi xem xe đỡ mất công mất việc đó nhé. Để chủ xe sắm cái này, cái chủ xe và các bác nào cũng nào bụi bặm nhiều là áo khoác đồ này rồi thì được xe phủ thôi. Rất là đẹp luôn. À, ông chủ xe chịu chơi dàn cũng như này rất là đẹp luôn. Đúng không? À. Đây các bác này, bóc hết ra cho các bác xem cả bốn cánh luôn, không có một chút nào gọi là đâm vai gì cả nhé các bác nhé. Vì các bác ở xa nên chúng em phải tả xe thật chuẩn để các bác đi lại đỡ vất vả. Các bác nhìn chưa, chỉ rất là đẹp luôn, tất cả chỉ zin. Đây tất cả vân
đi là nguyên si luôn, không có sự gì là gì cả. Tay rất là đẹp luôn. Đấy, được mà. Tất cả thứ đều ok hết. Vào đây. Các bác cùng em đi vào khoang máy của chiếc xe này. Đây là chỉ của Cabo. Vì em quay ngược ánh sáng này là nó rất khó nhìn. Em đã cam kết các bác rồi, các bác không phải lo sợ gì về cái vấn đề mà mất chỉ chiếc gì cả. Đây Cabo nguyên zin, không có chút gì va chạm gì cả, các bác nhé. Được không máy? Máy và cái này nó sáng cái này là đi rất là ít các bác ạ. Đi cũng không nhiều đâu. Cái này chỉ khoảng tầm 20 vạn thôi. 2.5 đến bây giờ mà không 20 vạn là quá ít rồi các bác ạ. Không nhiều. Vì là về nhà này em quay thu quay mộc cho các bác. Xong mai em mới cho dọn rửa được. Cứ xem đi, tham khảo xong là có vấn đề gì alo ngay cho em để chốt chiếc xe này sớm thôi nhé. Mình có chiếc xe của số tiền nó ít ít thôi nhưng mà được chiếc xe chất đẹp để đi cũng sướng. Để về tập hành cái xe này em quay cho bác biết rồi đấy. Đã ủng hộ kênh của em và đăng ký kênh của em và cũng mong mọi người chia sẻ kênh giúp em. Và em xin chào mọi người ạ.